XXE O'Brien SV, dòng sản phẩm cao cấp Godfather nào cũng khao khát sở hữu. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều Godfather Việt vẫn chưa biết đến cái tên đình đám này. Và video hôm nay sẽ cung cấp những thông tin rất đáng bất ngờ về dòng gậy XXE O này. Đánh giá chung. Lâu nay, khi nhắc đến gậy golf XXE O, thì dòng gậy được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là MB Series. Tuy nhiên, từ năm 2011, XXE O đã ra mắt thêm một dòng gậy cao cấp khác mang tên XXE O Pride SB. Đây là dòng gậy được đánh giá là đẳng cấp và rất ít người chơi golf sở hữu. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà các bộ gậy Pride không được đông đảo golfer biết đến. Với màu sắc chính là đen, vàng, đỏ, các bộ gậy Pride sang trọng đến mức trở thành niềm khao khát của những ai đã từng nhìn thấy. Đánh giá từ những golfer đã từng sử dụng qua dòng sản phẩm này đều nhận xét về độ bền khá tốt. Có những bộ gậy của XXE O dùng đến 10 năm nhưng rất hiếm khi hỏng, chất lượng gậy vẫn đảm bảo như các sản phẩm mới khác trên thị trường. Thực tế, giá thành của các bộ gậy XXE O Pride SB cũng nói lên sự khác biệt và đẳng cấp. Với các bộ gậy XXE O MB mới, thông thường mức giá sẽ rơi vào khoảng 75-80 triệu. Tuy nhiên, đối với các phiên bản XXE O Pride SB, mức giá sẽ gấp khoảng 1,5-2 lần con số trên. Điều này cho thấy các golfer hoàn toàn có thể tin tưởng vào đẳng cấp và công nghệ của dòng Pride này. Đánh giá công nghệ của XXE O Pride SB. Các phiên bản gậy XXE O Pride SB tập trung hướng đến những người chơi có điểm chấp cao, cần sự ổn định trong từng cú đánh. Các kỹ sư của XXE O đã dành ra nhiều tâm huyết khi tạo ra các mẫu gậy XXE O Pride bằng cách áp dụng nhiều công nghệ hiện đại để golfer đạt được những cú đánh mạnh và chính xác. Ở phiên bản XXE O Pride SB 600, golfer sẽ được trải nghiệm một đầu gậy tương đối cổ điển. Đế gậy ít chi tiết và chỉ có duy nhất logo XXE O ở chính giữa đế gậy. Trong khi đó, thiết kế đầu gậy to với thể tích là 460cc giúp mặt gậy mở rộng hơn so với các phiên bản cùng thời. Bộ gậy cho phép người chơi, đặc biệt là những golfer có điểm chấp cao, có thể vào bóng chính xác và dễ dàng. Sang đến phiên bản XXE O Pride SB 700, mặt gậy được tạo hình phẳng, đầu gậy sử dụng vật liệu titanium truyền thống nên có độ bền cực tốt, trang bị mặt gậy kiểu như hình cốc. Kiểu thiết kế này sẽ mở rộng điểm ngoặt hơn, vị trí tiếp xúc bóng rộng nên có được vận tốc lớn, dễ dàng đạt được khoảng rộng tối đa, khoảng cách được cải thiện đến 8 yards so với phiên bản 600 trước đó. XXE O luôn ưu tiên sử dụng những công nghệ tân tiến nhất cho các dòng Pride. Minh chứng rõ nhất đó là hai bộ gậy XXE O Pride SB 800 và XXE O Pride SB 1000. XXE O Pride SB 800 là bước cải tiến lớn của hãng sản xuất giúp người chơi khắc phục được khuyết điểm về tốc độ khi vung gậy chậm, dễ bị lỗi slide. Phiên bản này cực kỳ thích hợp cho các golfer đang luyện tập hoàn thiện vòng swing. Cùng với đó, trọng lượng cán DST SB 800 chỉ nặng khoảng 46g, rất dễ để các golfer, đặc biệt là các golfer có thể lực trung bình, dễ dàng tiếp cận. Phiên bản XXE O Pride SB 1000 với tông màu chủ đạo là đen bóng và vàng sáng. Đây là phiên bản được đánh giá cực kỳ cao về thiết kế. SB 1000 mang đến cho người chơi những đường bóng bay thẳng và xa hơn, phù hợp với những tay golf đang cần cải thiện khoảng cách. Mặt gậy cũng đã được mở rộng thêm 3% diện tích điểm ngọt, hỗ trợ cho những cú đánh có độ chính xác và linh hoạt. Gậy driver có thể xử lý được tốt các cú đánh lệch tâm. Phần đầu gậy tương đối nhẹ nhưng bù lơ áp phần cán và grip đã tăng đến 40g để cân bằng tốt hơn. Như vậy, dù là golfer có ít kỹ thuật nhưng vẫn dễ dàng swing mà không gặp khó khăn gì trong việc cân bằng đầu gậy. Đánh giá về dòng gậy XXE O Pride SB không hề có điểm chê về thiết kế. Tuy nhiên, nhiều tay golf lại đánh giá công nghệ của XXE O Pride SB không có gì cải tiến so với những bộ gậy cùng thời. Tuy nhiên, để đánh giá về đối tượng người chơi chính của XXE O Pride SB là các tay golf mới đang cần cải thiện kỹ thuật, thì những gì Pride SB làm được hoàn toàn có thể làm hài lòng các golfer. Hy vọng những thông tin chia sẻ trong video này của Sky Golf có thể giúp ích được cho quý golfer. Đừng quên nhấn đăng ký để xem thêm nhiều video hữu ích khác.